Chào ca, hôm nay bạn bệnh trốn học ha. Đây, bạn đang chơi mẫu tìm tìm 24 tìm cặp phù hợp ha của Win Toy nè, có hộp đẹp luôn. À, bé chơi xong sẽ cất vô hộp nha. Mình phải xếp nó đúng đúng hình mình mới bỏ vào vừa cái hộp nha. Ví dụ ha. Đây. Đó. Ok, rồi giờ mình tìm đi. Hôm giờ mẹ ra đề nha con chó. Mẹ em để nói chữ này nữa. Ừ, ok, rồi. Bây giờ mẹ cho con chó nè, mình tìm cái gì liên quan. Rồi, ok. Chuối. Chuối hả? Chuối thì cái gì liên quan tới nó ta? Con khỉ không? Con khỉ ăn chuối hay sao? Có con khỉ không hay là chuối thì sẽ có liên. À, đúng rồi, con lật mặt sau cho các bạn xem. Wow, chữ gì? E, sờ. Sờ, sờ xe, xe. Hay quá ta. Nè, chữ xe nè con, mày chỉ nè. Nè, mình đọc đúng rồi đó, này là chữ sờ. Rồi, ở đây là gì? Sờ, e, xe. Xe đâu? Chiếc xe đâu? Hả? Chiếc xe đâu? Không có hình chiếc xe con, nhưng mà cái đó mình học thêm được chữ cái ha. Rồi, bạn hay quá, tiếp tục thôi. Đây. Cái này không biết rồi. Cái này là cái gì? À, chú thử say. Rồi. Trời ơi, hay vậy? Giờ, dế. Hay quá ta, trời ơi. Đây là mảnh ghép của nó nè các bé ơi. Các bé phải tìm đúng cái hình phù hợp của nó ha. Rồi, mình ghép lại với nhau. Rồi, nó có đa dạng chủ đề lắm. Rồi, mặt sau nó sẽ có gì? Mặt sau nó sẽ có chữ cái và từ ha. Đúng rồi nè. Rất là dày. À, đâu? Rồi chó không có chữ rồi. À, cái này là view win toy không? Giờ Chữ logo win win cái toy. này không chứa chữ. Đúng rồi, đẹp quá. Cái Hay quá. Bạn này bạn chó hả? Chó thì thích ăn xương. Bạn này gần 4 tuổi rồi đó. Bác sĩ thì sẽ có cái gì ta, cái gì liên quan tới bác sĩ ta? Con tìm đi, mình đi tìm đi để cho các bạn thấy cái hộp nha. Đó, bé chơi xong bé phải xếp vào hộp như thế này nè thì bé mới đóng được hộp nha. Đó, thấy không, gọn chưa? Bác sĩ thì liên quan tới bác sĩ sẽ có cái gì ta? Hả, cái này là gì? Đúng rồi, hay quá. Chữ N. Nha. Hay quá. Bác sĩ thì sẽ có gì? Ống nghe nè, có tim nè. Rồi, tiếp tục thôi, mẹ cho ra đề nha. À, mẹ cho cây này nè. Cái này là cây bút với bình mực. À, bạn lấy gì? À, ổ khóa và chìa khóa. Y. Ờ, đúng rồi. Y. Im. Hay quá ta ơi.